ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng chuyên sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Thanh Hóa khám xét đồng loạt 10 địa điểm là nhà máy sản xuất, kho chứa hàng hóa và nhà xưởng in bao bì sản phẩm tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Qua khám xét, Công an thu giữ hơn 4.000 thùng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe giả với hơn 100 mã hàng, hơn 60.000 sản phẩm và hàng nghìn vỏ bao bì giả với tổng số tiền hàng hóa ước tính hơn 10 tỷ đồng. Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Lê Quý Đôn, sinh năm 1987, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Gonwin, địa chỉ tại khu công nghiệp Tiên Sơn, thành phố Từ Sơn. Hoàng Thị Nga, sinh năm 1981, trú phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vũ Huy Hải, sinh năm 1989, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Haloka, địa chỉ tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Lương Trọng Phúc, sinh năm 1987, giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại bao bì Đại Thắng, địa chỉ tại phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Các đối tượng đã thành lập công ty sản xuất, công ty chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, nhưng không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ công ty, không treo biển bảng công ty, và hầu hết các công ty này đều do các thành viên trong gia đình đứng tên giám đốc, nhằm che mắt cơ quan chức năng. Sau khi hàng hóa được sản xuất, các đối tượng xây dựng hệ thống đội ngũ nhân viên thị trường đông đảo, tiếp cận các nhà thuốc, phòng khám, đại lý thuốc tân dược để bán sản phẩm. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.